Nay mình đi bẫy chầu hào với mình vợt thích con nha anh em. Vợt thử coi em nó chơi sao cái rồi mới biết đường mà đi quýnh được anh em ơi. Bữa giờ mưa gió lình xình quá. Dính luôn rồi. Trời phạt mới có 23 giây à. Làm ơn Khanh. Tập. Cậu đấu được hay không? Sao này không dám cắn ta? Em này là con chim mà bữa mình vợt cái kèo, mình vợt lập một kèo đầu tiên mà mình có đăng clip cho anh em xem đó. Lần đầu tiên ra lập á. Đây em nó coi. Xẹt nó hung. Thằng Thầy Long đi mà không cắn nè. Chim to nha anh em, chuyền xẹt ha. Thả đây cho bác rồi, đi vợt trời nó đá lẹ quá. Mình thả nha anh em. Máng lập lên lại rồi nó dám lại đá nữa. Rồi, để nó có dám quay lại đá nữa thì mình quay cho anh em xem ha. Nó dám quay lại đá nữa không nha anh em.